Đó. Đấy còn chỗ không anh? Còn chỗ không? Anh đi 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 ra đằng sau rồi. Đằng sau á. Anh đủ xe một chuyến đi. Lên bắn sau rồi dùng cho tôi cái để cho anh em lên cho xong sớm thì sớm này. Về phường nào anh? Về phường về phường 2 hả? Anh Hải ơi, mình về phường này. Phường 2. Đây phường mấy không anh? Phường 3. Phường 3 hả? Phường 3 hết chỗ rồi. Đây. Rồi. Tiến về phường 3. Thắng Tam đó. À, vậy là phường Thắng Tam đúng không? Thắng Tam. Rồi Thắng Tam thắng tiến nha mấy anh. Gì đấy anh? Về chỉ là cuối năm thì ra quân chiêu quét tại quán nhất karaoke thôi. Nhưng mà nó phải có báo, tin báo này kia chứ. Không, thì anh làm cái này đâu, tin báo đâu, không thay được tin báo. Sài Gòn là nó có tin báo nó mới làm. Nó có hai kiểu anh, một là tin báo, hai là mật phục. Cái này là thành phố nó làm tháng tam anh. Này thành phố làm đâu, thành phố làm với cái phường, nó có phường nó làm tao không biết. À, tên mình mà tí gông ghê chứ. Các đồng chí nào mà HIV là test test luôn nhá. Mình tí xin mày miếng máu nữa mệt nữa. Tiểu với máu gì mà. Nhớ xin đúng quy trình nhanh. Chứ lăn tay chụp hình rồi. Cái việc bình thường như cơm sườn mà bình thường với giúp mình trao dồi thêm kinh nghiệm thôi. 72F1 à, Châu Đức rồi lên đây chơi cũng đông dữ nha. Tới phường Thắng Tam luôn. Phía trước ngay ngã tư là xuống kiểm tra tránh thì ngồi chung một phòng nha, không tách nha. Thì mình ngồi chung một phòng mà. Kiểm tra hành chính chứ không phải kiểm tra gì đâu mà tách riêng. Hành chính rồi mà mấy anh. Dạ. Nói chung miễn là hành chính là được anh. Hành là chính mà. Còn đừng có hành tụi em là được. Phòng kế bên, phòng kế bên chơi ma túy mà phòng tụi em dính đâu anh nè. Bên này có Family Mart rồi. Rồi quay đầu lại là phường Thắng Tam. Quá quen với cái nơi này luôn. Rồi mời các đồng chí xuống. Mời từ từ. Mời chứ. Ủa? Đi cổng sau rồi. Cái bên kia bằng kia. Không ai mở cửa hết ta. À, rồi có đồng. Nó làm chậm 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 á. Rồi chưa? Xuống nha. Tới luôn mất tài ơi. Rồi hết tiền. Rồi xuống đi.
Bữa không kịp không? Dạ? Ở đây luôn hả? Ở đây luôn. Hôm nay chắc mình sẽ gặp an ninh, phó an ninh tỉnh, anh Nam đây, phải không? Má anh Nam của... Ta kê cho con gái. Mình khoái gặp anh Nam đi coi anh Nam là sao. Có chuẩn bị đồ test ma túy đồ chứ gì. Wow. Đến với sân. Wow. Ua. Nó xin máu không? Xin máu thì xin đúng quy trình nha, chứ đừng có đè tôi ra đập mà đụng mà lấy máu là chết luôn á. Wow. À, con cá bự dữ. Mở vô. Mở khóa chốt luôn nha. Mỗi chỗ này cho mình ngồi đi, sao đứng hoài ta? Xếp trà nước. À, 72F1 mà Châu Đức luôn. Phần nào đây? Sẽ qua vậy anh Tâm. Hồi nãy chắc mình trộn bia với ma túy uống. Không mà bữa nay mà nó kiểm tra xong nó thả mình về nó, mình mới để nó. Chứ mà nó câu lưu mình nó làm đủ thứ. Lại ha. Em không bị thoát vị để đèn. Family Mart. Họ đang lên trên quần chúng ta nè. Thank you.
Ủa hồi nãy người ta kêu là cái nhóm kia đưa về đây mà không thấy đâu. Đưa về phường 2, phường 3 gì đó. Có đưa không? Ai? Cái nhóm kia? Không, nó tách, nó tách. Còn đưa không biết. Đó là... Phường nào phường đó như là đâm quá gì đó. Chị gì? Vừa nó hành nó chi cực khổ vậy ta. Nó đi hát karaoke thôi có làm gì đâu mà phải hình thức nha. Vô thằng nào đập mình đụng mình hốt vậy luôn á, thề luôn. Tí nữa thắng chỉ cho anh cái anh Nam có an ninh tỉnh nha, khoái anh đó lắm. Đây là anh Vinh Lê. Anh Vinh Lê đã chết bị bệnh. À, có cụ thắng nữa. Đúng anh Vinh. Không, con lâu mới chết. Còn lâu mới chết. Giờ mới chết im. Ngày trước 2 giờ sáng cả nhóm định nghỉ để đi ăn uống gì đó. Giờ cũng hành lên đây. Các bạn chả có ai có vẻ sợ hãi mà họ vẫn thích làm. Human right, human right. Hiện bọn nó đang nhìn vào cái logo con chim. Human right. Dạ. Kiện gì em? Sao kiện được? Con kiến mà kiện cục khoai. Biết kiện sao? Kiện hồ á. Con kiến mà kiện cục khoai sao kiện được? Kiến bày đàn em được của khoai mà. Được. Quá, kiện hổ chứ kiện quá này. Bình tĩnh, bình tĩnh. Đi, mình với bạn đi chung. Ngàn hoa gì? Sợ gì? Sợ gì? Nói chung là mình chỉ là thể hiện cái đúng của mình thôi.
còn lại họ muốn làm gì đó thì họ làm. Kêu về đây đứng đây má đói bụng chích mẹ luôn. Mình thì không ngán mấy công an rồi, chắc con thề luôn. Dạ mình á. Ai lên bộ chính trị tới. Thôi mình xin kết thúc đây để làm việc với tụi nó đó. Có gì mình sẽ thông báo kết quả sau. Chứ không sao đâu các bạn ơi. Đi. Thôi nha. Sáng rồi. Bây giờ đang test nước tiểu. Hai bạch. Mới nhoi nữa bây ơi. Có bầu chứ. Thích là mình xét thôi đó mà. Mình là một người rất là quan tâm đến pháp luật. Mình muốn biết là căn cứ trên cái điều khoản pháp luật nào mà các anh có thể được tất nhiên coi như là xét ma túy không thể.
Mình phải ngồi đợi mất tiểu nữa, mình mới đi tiểu xong mới đau chứ. Ra đứng ngoài thôi nha em, đừng có ra ngoài cổng nha. Quá đứng ra ngoài cổng nó bắt nó nhốt luôn á. Bắt đưa đi luôn á. Đấy anh, cái phiếu nè. Không có cái luật nào đi xét ma túy kiểu gì vậy hả sao? Nó tự nhiên nó vô đây bắt mình đi tiểu. Còn khi mới tiểu nãy xong. Lạ thiệt. Tôi đã được một tư nhiên rộng khổ. Hai bạn nó có màu rồi. Bên mẹ mà nghe thì nó đâu có cắt. Anh cất rồi, anh mà đang đưa cái nào, làm lao thì làm cái đó, anh cũng rồi cái nào. Xin xin chào.